Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự Nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Đại án Việt Á, Cục lãnh sự AIC, Bộ Công an kiến nghị tương đối sát. Quý vị thân mến, về công tác phòng chống tham nhũng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, 5 vụ án, vụ Việt Á, vụ án Cục lãnh sự, vụ FLC, Tân Hoàng Minh, vụ AIC, thì các cơ quan trong đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã kiến nghị tương đối sát. Mới đây, thảo luận tại phiên họp toàn thể lần thứ 7 Ủy ban Tư pháp cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin, Bộ Công an đã rất chủ động có giải pháp kéo giảm tội phạm, cố gắng mỗi năm giảm 5% tội phạm so với năm trước. Số liệu trong các báo cáo đều đã rất cố gắng trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, điều này cần có nhiều giải pháp đồng bộ. Về buôn bán vận chuyển chất cấm, Bộ Công an đã đề xuất hoàn thiện pháp luật để có luật phòng chống ma túy sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, có các nghị định của Chính phủ, thông tư của các bộ và điện của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 4 năm 2022, đôn đốc các bộ ban ngành tập trung các giải pháp. Bộ Công an đang phối hợp Bộ Công an Lào xây dựng kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy, nhưng nguồn cầu phải được kiểm soát rất chặt, nguồn cung phải được triệt phá chặt chẽ. Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ, bước đầu phối hợp với Bộ Công an Lào xây dựng kế hoạch cùng đấu tranh tội phạm từ xa, đặc biệt là tội phạm ma túy, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin. Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, mỗi giai đoạn thì cơ cấu tội phạm có những điểm khác nhau. Trước năm 1990, tội phạm ở thời kỳ bao cấp, từ năm 1990 đến năm 2000 thì không còn là thuốc phiện mà chủ yếu heroin, phạm tội có tổ chức. Từ năm 2000 đến năm 2010 là tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm ma túy chủ yếu là ma túy tổng hợp. Từ năm 2010 đến năm 2020 là tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mạng. Từ năm 2020 đến nay là tội phạm lợi dụng dịch bệnh, thiên tai, tội phạm mạng không biên giới. Chúng tôi đã nhận diện, phân ra các giai đoạn để xác định cơ cấu tội phạm trong các giai đoạn đó, sau đó tổng kết lại, tham mưu Bộ Chính trị, Chính phủ chỉ đạo các địa phương, phối hợp các bộ ban ngành, chủ động trong lĩnh vực này. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phân tích và thừa nhận cơ cấu tội phạm hậu Covid-19 đang rất phức tạp. Ở một số nhóm tội danh, chẳng hạn mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân dẫn đến giết người thân, tội phạm tâm thần ngáo đá, lừa đảo, tệ nạn xã hội, dâm ô. Chúng tôi sẽ tích cực có các biện pháp, nhưng quan trọng nhất là sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân, vừa tuyên truyền, vừa đấu tranh, vừa phòng ngừa, vừa triệt phá thì mới đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, đồng chí Thứ trưởng nêu giải pháp. Về công tác phòng chống tham nhũng, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, tại hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực vừa rồi đã rõ sự chỉ đạo, kết quả dự báo trong thời gian tới. Tuy nhiên, 5 vụ án, vụ Việt Á, vụ Cục lãnh sự, vụ FLC, Tân Hoàng Minh, vụ AIC thì các cơ quan trong đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã kiến nghị tương đối sát. Kiểm soát quyền lực trong tiếp nhận, điều động bổ nhiệm cán bộ của cơ quan hành chính nhà nước. Thưa quý vị, hiện nay trong việc tiếp nhận, tuyển dụng cán bộ còn hiện tượng phân biệt văn bằng, chứng chỉ giữa các loại hình đào tạo hoặc giữa các cơ sở đào tạo trong thi tuyển công chức. Trong quá trình thi tuyển công chức ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn hiện tượng phân biệt văn bằng giữa các loại hình đào tạo. Hiện tượng này không những vi phạm pháp luật về điều kiện thi tuyển công chức mà còn tạo ra sự bất bình đẳng đối với những người tuyển dụng, chủ nhiệm đề tài cho hay. Nguyên nhân là do pháp luật chưa quy định kiểm soát quyền lực trong thông báo thi tuyển nên dẫn đến các cơ quan tự ý tuyển dụng theo ý của mình, với mục đích làm quan ngại về chất lượng đào tạo của các hệ không chính quy vốn dĩ không được quản lý chặt chẽ. Với mong muốn nâng cao chất lượng đầu vào nên thực hiện bước sàng lọc ngay từ đầu, nhưng thực chất là muốn tạo cơ hội cho những người chạy mua bằng cấp, chạy đủ tiêu chí để được thi tuyển. Bên cạnh đó, một số cơ quan địa phương tuyển dụng tự đặt ra điều kiện hộ khẩu để tạo ra rào cản đối với những người dự thi công chức như Hà Nội, Đà Nẵng. Khi tổ chức thi tuyển công chức, yêu cầu người đăng ký dự thi phải có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội. Việc này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn hạn chế quyền hiến pháp của công dân, vi phạm luật cư trú về cấm lạm dụng quy định về hộ khẩu để hạn chế quyền lợi ích hợp pháp của nhân dân. Mặt khác, các cơ quan tuyển dụng công chức sau khi ra thông báo về việc thi tuyển thường trực tiếp tổ chức phát hành và bán hồ sơ cho các thí sinh. Điều này đã từng làm nảy sinh những tiêu cực, dẫn đến người có nguyện vọng dự thi công chức bị sách nhiễu trong việc mua hồ sơ dự tuyển.
Việc này cũng do pháp luật chưa có quy định kiểm soát quyền lực trong phát hành hồ sơ đăng ký thi công chức, viên chức, dẫn đến một số cơ quan tự ý bán hồ sơ đăng ký dự tuyển trái quy định. Ngoài ra, thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi công chức chưa được thực hiện không thống nhất. Hầu hết các địa phương áp dụng theo hướng thời gian từ khi bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đến khi kết thúc ít nhất 30 ngày. Thời gian thi và hình thức thi một số môn không đúng quy định, thiếu cơ sở kiểm soát quyền lực trong tiếp nhận tuyển dụng. Thiếu kiểm soát quyền lực dẫn đến việc thi công công chức, viên chức chưa thực sự đáp ứng được mục đích yêu cầu đặt ra là chọn được những người tài, đức và đảm bảo nâng cao trình độ công chức. Nhiều cơ quan địa phương chưa thực sự đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng trong thi tuyển. Một số chính sách quy định về tuyển dụng công chức còn thiếu đồng bộ, chưa sát với tình hình thực tế ở địa phương, có nơi bố trí sử dụng còn nặng nề chính sách. Còn có biểu hiện thiếu dân chủ, cục bộ, khép kín chưa bám sát quy hoạch và tiêu chuẩn công chức. Những hạn chế này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, do quá trình tiếp nhận, tuyển dụng giao toàn quyền cho người có thẩm quyền quyết định từ A đến Z, mà không có quy định kiểm soát quyền lực. Do hạn chế trong sự phát triển công chức ở nước ta hiện nay chưa đồng bộ giữa quy định của pháp luật và hoạt động tiếp nhận tuyển dụng. Cho ý kiến tại hội thảo, các đại biểu đều nhấn mạnh đây là một đề tài mang tính thời sự, tính cấp thiết và rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Theo các đại biểu, chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa lại mục tiêu chung. Về cơ sở lý luận tại chương 1, đề tài đã dành nhiều cho phần khái niệm như công chức, viên chức, cán bộ và các khái niệm về tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động cán bộ, công chức và chưa có cảm giác tách hết được các mục tiêu cụ thể mà đề tài đặt ra. Các đại biểu cho rằng, nên chăn tập trung vào các khái niệm mới, chuyên sâu hơn, đó là quyền lực trong các hoạt động đã nêu, kiểm soát quyền lực trong hoạt động tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm trong các cơ quan hành chính nhà nước là gì. Ở chương 2, đề tài đã mô tả chi tiết thực chất các quy trình tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động cán bộ. Tuy nhiên, còn chàng trải, chỉ mới nêu ra các thực trạng về pháp luật, về kiểm soát quyền lực trong tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ của cơ quan hành chính nhà nước mà chưa nêu được thực tiễn của nó. Nên chăng ban chủ nhiệm đề tài cần bổ sung thêm mặt thực tiễn kiểm soát quyền lực trong tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ của cơ quan hành chính nhà nước? Đưa ra các mô hình về những quy trình đề cập, từ đó giải thích chứ không nên trích dẫn quá nhiều quy định của đảng, pháp luật về các hoạt động này làm cho đề tài trở nên dàn trải và khó theo dõi. Hoàn tất cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang và các đồng phạm. Thưa quý vị, theo đó, bị can từng đảm nhiệm giữ chức vụ tại Bộ Y tế gồm Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, Dương Huy Liệu, cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Nguyễn Việt Hùng, cựu Cục Phó Cục Quản lý Dược và Phạm Thị Minh Nga, cựu chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Về phía Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long, các bị can Lương Văn Hóa, cựu Tổng Giám đốc, Nguyễn Thanh Tòng, cựu phó tổng giám đốc và hai cựu cán bộ thuộc công ty này là Nguyễn Văn Thanh Hải và Ngô Hữu Hiếu Nghĩa bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo trạng, thực hiện kế hoạch dự trữ thuốc Tamiflu và sản xuất thuốc Oseltamivir phòng chống dịch cúm AH5N1 tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở thông báo giá thành sản xuất thuốc Oseltamivir của Bộ Tài chính, Bộ Y tế, giao kế hoạch và đặt hàng công ty Dược Cửu Long sản xuất thuốc Oseltamivir từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu theo hình thức ký và thực hiện các hợp đồng kinh tế. Trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất thuốc, Công ty Cổ phần Dược Cửu Long được giảm giá mua nguyên liệu với động cơ vụ lợi. Bị can Lưu Văn Hóa khi đó đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược Cửu Long đã chỉ đạo thuộc cấp là Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tòng và Nguyễn Văn Thanh Hải hạch toán trái nguyên tắc kế toán, đồng thời chỉ đạo Ngô Hữu Hiếu Nghĩa lập thư giãn nợ để che giấu việc kiểm tra, thanh tra nhằm hợp thức hồ sơ thanh toán, che giấu nhằm giữ lại số tiền giảm giá mua nguyên liệu 3,8 triệu USD, tương đương hơn 61,6 tỷ đồng, để sử dụng gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Cáo trạng cho rằng các bị can Dương Huy Liệu và Phạm Thị Minh Nga được giao nhiệm vụ ký kết, theo dõi việc thực hiện thanh quyết toán hợp đồng sản xuất thuốc giữa Bộ Y tế và Công ty Cổ phần Dược Cửu Long. Quá trình thực hiện hợp đồng và khi thanh lý hợp đồng, hai bị can đã không kiểm tra việc thực hiện điều khoản đàm phán giảm giá mua nguyên liệu được quy định trong hợp đồng. Còn bị can Nguyễn Việt Hùng được giao nhiệm vụ trưởng đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra tình hình mua, bảo quản sử dụng thuốc Tamiflu, nguyên liệu Oseltamivir và sản xuất thuốc dự trữ nhưng không chỉ đạo kiểm tra trực tiếp sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, việc quản lý sử dụng hạch toán đối với số tiền hơn 3,8 triệu USD, tạo lập thư giãn nợ nhằm che giấu với Bộ Y tế về việc giữ lại số tiền nêu trên.
Trong khi đó, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang được giao nhiệm vụ chỉ đạo định kỳ kiểm tra, đánh giá, tổng hợp tình hình mua, bảo quản, sử dụng thuốc Tamiflu, nguyên liệu Oseltamivir và sản xuất thuốc dự trữ theo quyết định số 92/CQD-BIT ngày 11 tháng 1 năm 2008. Nhưng bị can đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao, không chỉ đạo kiểm tra để làm rõ số tiền hơn 3,8 triệu USD gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.